đang tính nói về cái chủ đề này nhưng mà có một cái kênh đã chia sẻ cái chủ đề này rồi, cho nên thôi cho tôi mượn tôi duet lại một xíu. Nếu mà có dính bản quyền thì nhớ báo trước để tôi biết được, tôi xóa. Tại sao trầm hương lại đắt? Ok, xem thử nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại gỗ tên là gỗ của các vị thần. Trầm hương loại 1 có thể lên tới giá là 100.000 đô la một kg và làm cho nó trở thành một nguyên liệu gỗ thô đắt nhất thế giới. Nhưng để làm ra cây mà tạo ra được trầm hương thì trước tiên sẽ phải để cho cây này nhiễm nấm mốc. Vậy quá trình lây nhiễm như thế nào? Và trầm hương dùng để làm gì? Và điều gì khiến cho trầm hương lại đắt như vậy? Câu trả lời sẽ được xem trong clip này. Nguồn gốc của cây gió dầu là có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Trước khi bị nhiễm trùng thì trái tim khỏe mạnh bên trong của cây này rất nhạt, không mùi và vô giá trị. Tuy nhiên trong tự nhiên, khi bị thiệt hại bởi ngoại lực, chẳng hạn như do động vật ăn cỏ va vào thì làm cho nó nhiễm một loại nấm ở bên trong cây. Cái tên này rất là dài. Và để bảo vệ cây trước loại nấm này thì cây đã sản xuất ra một loại nhựa thơm gây căng thẳng gọi là aloe. Và rõ ràng thì ở trong môi trường ẩm thấp một vài năm, aloe sẽ từ từ nhúng vào cái thân cây này. Với kinh nghiệm của những người đi rừng á, thì thường thường người ta đến cái cây đó, người ta nhìn vào, người ta có thể đoán được là cái con kiến nó đục vào cái lỗ đấy. Rồi khi nó đục vào là nó gây cái vết thương, là nó trúng gỗ ra vào, rồi nó đem những cái vi sinh vật hoặc vi khuẩn hay các bào tử nấm ở các nơi nó đem vào. Thì cái cây đó, cái con kiến ở trong con kiến nó có chất, một cái chất dịch ở trong con kiến nó tiết ra, nó làm cho cái vết thương nó tổn thương, thì cái gió nó mới đưa nhựa nó bao lại, lâu ngày nó xây được chậm. Sau khi thu hoạch thì các gỗ trầm hương khỏe mạnh sẽ được tách ra. Và đây là công việc nặng nhọc nhất, thường là sẽ sử dụng bằng tay. Và đây là cái thành phần sẽ tạo ra mùi hương. Khi đốt lên đầu tiên là mình thấy cái khói nó lên trước, rồi có cái mùi hương thơm nó tỏa ra. Hương thơm nó tỏa ra cái mùi rất là thơm, đặc trưng của trầm hương, không có cái hương nào bằng nó hết. Rồi sau đó nó mới từ từ nó có cái mùi ngọt dịu lại, và nó kéo dài có thể là 5-3 tiếng đồng hồ nếu trong phòng kín. Tức là trưng cất cái tinh dầu. Và lúc này giá lên tới 80.000 đô trên một lít vàng lỏng này. Và chúng ta thấy là trầm hương này nó sẽ là một phần rất là quan trọng bên trong loại nước hoa đắt tiền. Vì hương thơm của nó ấm, dễ chịu. Các chuyên gia ước tính là cái gỗ trầm hương này giảm 80% trong 150 năm qua. Và ngay cả với cả những cây trầm hương còn lại, tần suất nhiễm nấm tự nhiên rất là thấp. Chỉ có 2% số cây trầm hương hoang dã sẽ được nhiễm nấm đủ tạo ra trầm hương tự nhiên. Nghĩa là săn trầm hương tự nhiên vô cùng gian nan. Rồi cái tốt đấy, chẳng hạn 5 người, 10 người đi có thể là đi 15, 20 ngày, nhưng mà khi mà có trầm ngày nào sớm ngày nào thì về ngày đấy thôi. Có khi đi thì cũng chẳng có đâu. Có khi đi cả mười mấy hai mấy hôm về cũng chẳng có gì. Và đây cũng chính là lý do mà tại sao trầm lại đắt như vậy. Mưa gió đèo núi rồi thú rừng rắn rết đủ thứ. Nên bỏ mạng lại trong rừng là chuyện thường thôi. Cái thời đó là bỏ mạng là chuyện thường. Bây giờ không còn trầm hết. Bây giờ trong rừng không còn trầm. Tức là cái dân mình đã khai thác tận tận. Một số cây khác thì đang được cấy những loại vi sinh vật để tạo ra trầm hương. Trong tự nhiên thì dân gian mình thường nói là nó trong thiên nhiên nó biết nó khó nên là không chuộng. Nhưng sự thật chứ nếu mà nói về cái chất lượng trầm nhân tạo với trầm thiên nhiên thì bây giờ chưa chắc trầm nhân tạo đã thua trầm thiên nhiên. Đúng, trầm tự nhiên bây giờ giá trị còn rất là cao, chẳng hạn như nó có thể gấp 100 lần cái trầm nhân tạo. Vì cái trầm tự nhiên á là bây giờ nó không còn nữa nên người ta cũng muốn đưa cái giá nào vẫn được. Còn cái trầm nhân tạo là dân gian người ta biết là cái này làm từ con người mà ra nên từ đánh giá thật sự. Trầm hương có thể coi là một mùi hương của sự giàu có. Và chúng ta thể thấy là nó cũng có thể coi là mùi hương của Phật giáo. Và rất nhiều tôn giáo thì người ta sử dụng mùi hương này. Và chúng ta có thể thấy đây có thể coi là loại gỗ trời được sử dụng trong việc hỏa táng của Đức Phật. Trong Kinh Tân Ước thì Chúa Giêsu cũng được sử dụng ước bằng trầm hương. Và các vị vua Pharaoh cũng sẽ sử dụng đốt trầm hương. Thị trường trầm hương toàn cầu trị giá 32 tỷ USD. Và đây nó là một thị trường béo bở, nhu cầu ngày càng cao. Đến cuối năm 2029, dự kiến thị trường tăng lên 64 tỷ đô la.